Kính thưa quý vị và các bạn, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng và mũi nhọn đối với mỗi địa phương. Và trong đó đối với tỉnh Quảng Trị của chúng ta được xác định là nơi có những cái tiềm năng cũng như là lợi thế để phát triển du lịch như là du lịch lịch sử cách mạng, du lịch tâm linh hay là du lịch sinh thái. Và đặc biệt là trong những năm qua thì ngành du lịch Quảng Trị cũng đã có những cái chủ trương để góp phần thu hút cái nguồn vốn đầu tư đối với ngành du lịch và qua đó có thể khai thác tốt hơn những cái tiềm năng lợi thế của ngành du lịch. Và tuy nhiên thì để có thể biến những cái tiềm năng trở thành hiện thực không phải là điều dễ thực hiện, đặc biệt là trong cái bối cảnh khó khăn như hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 cũng như là những thiên tai đang hoành hành. Về ngành du lịch Quảng Trị có những cái bước đi cũng như là những cái biện pháp như thế nào để góp phần tháo gỡ những cái khó khăn trước mắt? Xung quanh vấn đề này thì chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Trị. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cùng chương trình của chúng tôi ạ. Thưa ông, chúng ta được biết thì du lịch Quảng Trị có những cái tiềm năng để là phát triển. Vậy thì ông có thể đưa ra một vài cái đánh giá về những bước phát triển của ngành du lịch Quảng Trị trong những năm gần đây ạ? Về cơ bản thì như vậy, các cái mục tiêu đặt ra đối với ngành du lịch trong cái thời kỳ 2015 đến 2020 thì chúng ta đã đạt được. Cái thứ hai là cái nhận thức về cái vai trò vị trí của ngành du lịch trong xã hội cũng nâng cao, nhận thức đầy đủ hơn. Cái thứ ba là chúng ta đã tiếp tục định hình và phát triển các cái loại hình du lịch mà chúng ta xác định là có tiềm năng và có thế mạnh. Và điều đáng mừng là chúng ta đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược và bước đầu các cái dự án này đã triển khai thực hiện. Hoạt động du lịch của các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển hết sức sôi động. Và các cái công tác về xúc tiến quảng bá cũng đã có những cái chuyển biến, những cái cải tiến đổi mới. Thưa ông ạ, như ông vừa chia sẻ thì trong những năm qua, ngành du lịch đã có những cái bước phát triển rất là đáng phấn khởi. Và tuy nhiên thì để có thể biến những cái tiềm năng trở thành hiện thực không phải là điều dễ thực hiện, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà dịch bệnh COVID-19 vừa mới đi qua thì đã để lại những cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của nhân dân Quảng Trị và trong đó có ngành du lịch. Và ông có thể cho biết là cái thực tế của những cái khó khăn đó là gì ạ? Về cái đại dịch COVID-19, nó ảnh hưởng rất là nặng nề đối với ngành du lịch. Và qua hai đợt là cái ngành du lịch của ảnh hưởng rất là nặng nề. Hoạt động kinh doanh bị ngừng trệ. Thì doanh thu về du lịch thì có thể nói là giảm từ 85 đến 90%. Thì các doanh nghiệp buộc phải cân đối lại cái lao động. Trong thời gian tới vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề. Thưa ông ạ, sau khoảng thời gian tê liệt vì dịch bệnh COVID-19 thì hiện tại các địa phương đang nới lỏng giãn cách xã hội cũng như là có những cái biện pháp để thúc đẩy ngành du lịch hoạt động trở lại ạ. Và cụ thể thì đối với tỉnh Quảng Trị của chúng ta như thế nào ạ? Tức là ngành du lịch yêu cầu khôi phục nhưng phải bảo đảm an toàn. Cái thứ hai là cái thời kỳ COVID đại dịch COVID nó diễn ra rất là dài. Cái thứ ba là cái hoạt động du lịch bước vào cái thời kỳ khôi phục lần hai này, tức là bước vào thời điểm mưa gió. Và đây là thời điểm rất gây khó khăn rất nhiều cho cái hoạt động du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đi qua đã để lại những cái hậu quả rất là nặng nề đối với đời sống của nhân dân cả nước nói chung cũng như là Quảng Trị nói riêng. Và đặc biệt trong những ngày gần đây khi mà trận lũ lụt lịch sử vừa mới đi qua thì người dân miền Trung cũng như là người dân Quảng Trị cũng đã gánh chịu những cái hậu quả hết sức là nặng nề, đã ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt. Và trong đó thì ngành du lịch cũng đã chịu những cái ảnh hưởng không hề nhỏ bởi những cái tác hại mà lũ lụt gây ra. Chúng ta hãy cùng đến với một cái phóng sự sau đây để xem ngành du lịch đã có những cái bước đi cơ bản như thế nào để khắc phục những cái hậu quả của lũ lụt gây ra. Những ngày qua, ngay sau khi nước rút, thị xã Quảng Trị đã bắt tay triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao thị xã Quảng Trị triển khai nhanh chóng, kịp thời.
hàng lớp bùn non, rác thải ở đồng lại tại di tích bến thả hoa bờ Nam và bờ Bắc sông Thạch Hãn đã được đơn vị cào quét, thu gom, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do lớp bùn non ở đồng dày, khối lượng lớn nên công tác khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại nhà hành lễ bến thả hoa, đặc biệt là bến thả hoa bờ Bắc, đã ứ đồng lại một lượng bùn, rác rất nhiều, gây khó khăn cho hậu quả khắc phục. Bên cạnh đó là rất nhiều hạng mục của các công trình tại các điểm di tích tưởng niệm đã bị hư hỏng nặng. Do lượng bùn lớn nên cần huy động một lực lượng và phương tiện máy móc trang thiết bị để khắc phục hậu quả, góp phần đưa các di tích vào hoạt động trở lại. Di tích lịch sử bến thả hoa bờ Nam và bờ Bắc sông Thạch Hãn là những công trình nằm trong quần thể các công trình tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị, đặc biệt là trận chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Tại đây, chương trình đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn được diễn ra thường xuyên vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đồng bào trong và ngoài địa bàn về tham gia. Chính vì vậy, việc sớm khắc phục những hậu quả do thiên tai để lại là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm góp phần trả lại cảnh quan môi trường và sự tôn nghiêm tại các điểm di tích lịch sử này, đón du khách đến tham quan và tri ân. Thưa ông Nguyễn Văn Chiến ạ, vừa rồi thì chúng ta đã đến với những cái hình ảnh về công tác vệ sinh môi trường tại một cái điểm du lịch của tỉnh Quảng Trị ạ. Và hiện tại thì chúng ta đang ở thời điểm của mùa bão ạ, là những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cái trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Thực tế các doanh nghiệp cũng đã có các cái giải pháp, tức là vừa đa dạng hóa các cái sản phẩm để phù hợp với cái nhu cầu của khách. Thì trong điều kiện đó thì phải nói là ngành du lịch là vừa mới chưa thoát ra khỏi cái đại dịch Covid này, phải đối mặt với cái mùa bão này, cho nên là cái khó khăn thì càng chồng chất hết. Thưa ông ạ, có thể nói rằng cái trận lũ lụt lịch sử vừa qua đã ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến đời sống của người dân Quảng Trị. Và hiện tại thì chính quyền địa phương cũng như là người dân đang có những cái giải pháp rất là khẩn trương để nhằm khắc phục cũng như là ổn định cuộc sống trước mắt. Và ông có thể cho biết là đối với ngành du lịch đó, thì chúng ta đã có những cái giải pháp trước mắt như thế nào để có thể là tạm thời khắc phục những cái khó khăn do thiên tai, dịch bệnh cũng như là những cái hướng đi lâu dài ạ? Các cái doanh nghiệp cùng với ngành, cùng với các cái cơ quan quản lý nhà phải tiếp tục các cái giải pháp mà do cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra về cái giải pháp kích cầu khôi phục phát triển du lịch và hưởng ứng thì chương trình kích cầu du lịch của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trong cái giai đoạn mới, đó là du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn. Thứ hai là các doanh nghiệp phải thực hiện đa dạng hóa các cái sản phẩm để phù hợp với cái điều kiện mới, và thực hiện cái hợp tác liên kết để cùng vượt qua những khó khăn qua cái trận lụt lịch sử này. Thì các doanh nghiệp cũng phải tính toán cân nhắc để trong các cái hoạt động, trong cái xác định chiến lược kinh doanh và các cái giải pháp cả trước mắt lâu dài phải phù hợp với cái điều kiện thời tiết khí hậu của tỉnh Quảng Trị. Qua cái bão lụt cũng thấy rằng là doanh nghiệp du lịch gặp rất nhiều khó khăn trong cái đại dịch Covid, có thể là ngưng nghề hoàn toàn, nhưng với cái tinh thần tương thân tương ái thì ngành du lịch, hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp cũng đã có những cái hành động thiết thực để như vậy góp phần cùng với là các cấp các ngành cùng với đồng bào khắc phục khó khăn của do bão lụt gây ra để cùng nhau vượt qua. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng với những cái hậu quả mà do dịch bệnh cũng như là thiên tai gây ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của tỉnh nhà. Thế nên cái việc khôi phục để sớm đưa du lịch hoạt động trở lại đóng cái vai trò rất là quan trọng để vừa mà góp phần khai thác tốt những cái tiềm năng lợi thế của quê hương, đồng thời là góp phần thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Và chúng ta hy vọng rằng với những cái bước đi đúng đắn cũng như là kịp thời của ngành du lịch, trong thời gian tới ngành du lịch Quảng Trị sẽ sớm vượt qua được những cái khó khăn trước mắt, ổn định để mà thúc đẩy cái sự phát triển trong cái thời gian tới.
Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục du lịch tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.